nãy ông hai có nói là mình hớt râu á, kiểu như là cạo râu ngắn á là người ta không, không cho được, là không cho ông bị gì cái là cái tâm đạo cái là Phật giáo của tôi đó là không có được quyền hớt được, nếu hớt là không có thác được bệnh. Tu đầu tóc á, thì cái là khỏi cái là khỏi cần để, khỏi cần cạo, để y thinh vậy. Nhưng mà cái đạo làm người á là ai giữ được á, thì càng tốt. Phật giáo á, cái là nói như vậy đó, thì cái là phải giữ y cái tâm tâm của mình đó. Cái đạo làm người, nhưng cái đạo làm người mình giữ không được làm sao mà gọi là tu được, mà nói chuyện với gọi là ấy Phật pháp bên ngoài được. Có cái gì là tội hết? Ba gia ba tánh có lòng hảo tâm thì mình nhận, không có cái gì là mình lỗi phải được hết. Việc mình làm lại mình chịu, thọ khổ địa ngục oán trách ai. Đừng nói nhân quả người không thấy, xa trả con cháu, gần trả mình. Chỉ nhìn trước mắt người hưởng phước, sẽ tin bố thí với trì trai. Thì nông dân miền Tây Vlog chào cô chú anh chị nha. Hôm nay trên đường đi lang thang Gạch Giá thì nông dân vô tình gặp ông hai. Thấy cái cảm quan bên ngoài thì ông hai là người mặc đồ đạo, cũng râu tóc. Thì hôm nay nông dân dừng lại để chia sẻ cho cô chú anh chị để coi tình hình và cái như định giáo của ông hai hiểu biết tới đâu. Và bây giờ nông dân mời cô chú anh chị ha. Ông hai bao nhiêu tuổi ông hai? Dạ ông năm nay là 80 mấy 90 rồi. 80 mấy 90 nhưng mà gọi là nhâm thân á, tính đi nhâm thân năm nay là bao nhiêu? Dạ. Vậy là cái chân của ông hai như vậy là hồi xưa mình có đi bộ đội ha? Không có, đi sư đoàn vụ. Chế độ ngày xưa Cộng Hòa. Cái nón này là ông hai là chỉ đem theo, ông hai xin tiền thôi chứ ông hai không có đội. À không có đội, mà xin tiền thôi. Ông hai nói là ông hai là người trong đạo nè. Thì hiện tại ông hai năm nay 80 mấy tuổi. Mà ông hai đi như vậy là, đi xin như vậy là con cháu của mình là có biết hay là không? Đâu, không có con cháu gì, ông độc thân một mình. Một mình đấy còn lo còn chưa xong nữa mà. Cái chi gì có chở con gì nữa. Quê của ông hai chính xác là ở đâu ông hai? Quê ông là ngày xưa người ta kêu tỉnh Long Xuyên đó. Bây giờ là tỉnh An Giang. Bây giờ kêu tỉnh An Giang đó. Rồi sao mà ông hai lưu lạc tới thành phố Cạch Giá này? Nghe ông đi dài theo đường ấy vậy đó. Cứ đi hoài mà đi xin tới đâu mình là tập xin tới đó. Xin tới đó hãy ta gặp người ta có cho cơm ăn lạc. Được. Bây giờ con xin phép ông hai ha, ông hai cho con tháo cái nón xuống rồi con xem kỹ được không hai? Được. Không sao đâu. Ông hai nhìn tốt rồi. Dung mạo cũng hay tốt ha. Ông hai ơi, ông hai theo như mình người bên đạo Phật giáo Hòa Hảo á thì theo hành theo bên thầy á. Thì ông hai đi như vậy nè. Thì ông hai có cảm thấy mình vất vả không hai? Đâu, thằng già này đâu kể số gì. Không có gì hết, không vất vả gì hết á. Đi chừng nào cái là hãy ấy rồi cái là mình muốn ngồi nghỉ mình ngồi nghỉ. Vậy là ông hai cứ đi hoài vậy đó. Đi hoài vậy đó, tới đâu. Vậy là ông hai cứ đi vậy thôi chứ cái điểm đến của ông hai có cố định là cái nhà trọ ở đâu hay sao? Không có. Rồi tối ông hai ngủ đông hay? Đi dài cái người ta thấy gì người ta dẫn vô nhà cho ngủ. Ngủ rồi cái là ông đi ông nói chủ nhà ơi tôi đi ngang.
Trời ơi, phía sao ông đi ông? À, đi tới đâu hay tới đó? Rồi vậy mình ăn uống tắm rửa xong hay? À, tắm rửa thì xuống mé mé xong đó. Cái phát nước lên mình cái rồi, sạch rồi. À, vậy là theo như là bên giáo lý là về bên thầy nè, ông hai có suy nghĩ cảm nhận như thế nào về những cái đường giáo lý bên thầy ông hai? Giáo lý Phật Pháp thì tôi cũng không gành hung đâu. Tôi không gành được. Vì ông hai có theo đạo mà ông hai theo đạo được bao lâu không hai? Nào nhỏ tới giờ đặng. Dạ. Yeah. Theo đạo ở đó tới giờ. Dạ. Yeah. Đó tới giờ. Rồi, lâu rồi. Ông hai có hay nghe kinh sấm giảng được không? Nghe cái đó là nghe hoài, nếu ai nghe được thì càng tốt. À. Ông hai nghe vậy, ông hai có còn nhớ cái đoạn nào không? Ông hai nói tụi con nghe được không? À, không nhớ, bị lâu quá lâu rồi, không có nhớ được con ơi. Dạ. À, lâu quá rồi, không có nhớ được. Râu này bao nhiêu năm rồi ông hai? Hả? Ông hai lấy râu bao nhiêu năm rồi? Hớt bớt rồi đó. Ông già tới đây đằng à. Dạ. À, giờ mới hớt đây. Khi mà mình hớt râu như vậy, mình làm cho nó ngắn lại là mình có bệnh không hay là sao không anh? Không, cách chỉ có tầm tới đây thôi. À. À, bởi vì cái là ông không có cho hớt được khác được. À, hôm trước đi tòa thánh thì người ta mời vô ăn cơm rồi ta kêu ông cái là nói Phật Pháp cho tôi nghe coi, nói trời tôi cái là không có biết cái là Phật Pháp nhiều đâu. À, nói vậy là ông cái là cái là Phật giáo hòa hảo mà ông không gành ông hả? Bị lâu quá quên rồi. Ừ. Ừ, lâu quá lâu rồi quên rồi. Hồi nãy ông hai có nói là mình hớt râu á, kiểu là cạo râu ngắn á là người ta không cho được. Là không sao cho. Ông hai? Bị gì cái là cái tâm đạo cái là Phật giáo của tôi đó. Yeah. Là không có được quyền hớt được. Nếu hết là không có thác được, bệnh. Hết là bệnh ha? Ừ. Phải để gì mà hết chút đỉnh ấy gì đó, được rồi. Cho nó gọn lại chút xíu thôi. Ừ. Là không được cạo luôn. Nhưng mà không được cạo. Cái từ mà tu đồng tóc không cần phải cạo á. À. Làm sao cho chọn cái đạo làm người là như thế nào hay? À. Tu đầu tóc á, thì cái là khỏi cái là khỏi cần để, khỏi cần cạo, để y thinh vậy. Nhưng mà cái đạo làm người á là ai giữ được á, thì càng tốt. Phật giáo cái là nói như vậy đó, thì cái là phải giữ y cái tâm của mình đó. Cái đạo làm người, những cái đạo làm người mình giữ không được làm sao mà gọi là tu được, mà nói chuyện với cái là ấy Phật Pháp bên ngoài được. Nó vậy thôi. Cái đạo làm người mình muốn giữ là giữ thì sao hay giữ ở trong cái tâm của mình, đặc thực vụ mình muốn làm cái chuyện ác đó ha. Dạ. Thì bây giờ mình không giữ lại cái thân của mình, cái tâm ở trong cái tâm của mình là không có làm chuyện ác, đó là đạo làm người đó, nó gọi là đạo làm người đó. Còn cái từ bên giáo lý là từ Phật giáo hoàn hảo, cái ý nghĩa như thế nào hay? Phật là tất nhiên là Phật Pháp quy y, làm cho y
như vậy đó là ta gọi là Phật pháp, bị quên hết rồi, lâu quá không có nhớ được. Gần 90 rồi. Ông hai một ngày ông đi xin được bao nhiêu tiền ông hai? Có bữa thì được 100, có bữa thì 50-60, có bữa thì 20-30, người ta gặp người ta cho, còn không gặp thì thôi. Để yêu cầu người ta có cái lòng, cái tâm đạo thì được rồi. Cái tấm lòng của người ta, cái hảo tâm ở trong cái tâm của người ta, bởi vì là người ta biết rằng đó là mình giúp để ngày sau, thấy không? Dạ. Thì người đó người ta giúp cho mình, còn ta không có nghĩ đó là cái hậu gì sao để dành nữa, thì họ không có nghĩ lại đó là hảo tâm. Dạ. Nó là như vậy đó. Khi mà ông hai đi nhận của thế này nè, mình cảm thấy như thế nào ông hai? Không có cái gì đâu, không có cái gì là tội hết. Bá gia bá tánh có lòng hảo tâm thì mình nhận, không có cái gì là mình lỗi phải được hết. Dạ. Đó thì cái là tùy theo cái người hảo tâm bá gia bá tánh. Bá gia bá tánh giúp nhiều thì càng an huệ cái nửa sau gì hưởng cái tòa sen đó. Đó vậy thôi, không coi gì hết. Hưởng cái tòa sen là như thế nào không hay? Cái tòa sen tất nhiên là mình lòng hảo tâm mình nhiều. Phật bồng lai ha, có ghi chép hết. Bồng lai là Phật tổ Như Lai. Có ghi chép. Nếu mà mình hảo tâm nhiều thì ghi trong đó. Ngày đó, tháng đó đó, ông đó tên Xài tên Hỏi đó, đó ghi trong đó là hưởng cái tòa sen đó đó, là hưởng cái đó đó. Bởi vì hưởng cái mình hảo tâm, ngày nào mình cũng có hảo tâm cái vụ đó ha, thì nửa sau này hưởng đó, hưởng cái đó đó. Rồi những cái ngày rằm á, ngày lễ mà ông hai có đi về tổ đình hết không? Rồi ông chỗ nào ông cũng đi được hết á. Bây giờ lâu lâu về chiến lặng vậy thôi, lâu lâu về lặng. Ông hai nói chỗ nào không đó, ông hai có nghĩa là ông hai chỗ nào ông hai đến cũng được. Muốn chiến là lâu lâu về chiến một lần. Lâu lâu về mình về lặng. Có cô giáo kia đó, sau này thành chánh quả này. Cô giáo đó ở quận 3 thành phố á, có cái ông á cũng như phẩm vấn cũng như tụi con vậy đó, kêu ông không ấy, ông ngủ với con đêm đi. Nó không được đâu, ông còn mất đi nữa. Đi hỏi ông đi đâu, đi về Kiên Giang đó, đi về trở về Kiên Giang ở quận thành phố quận 3 thành phố. Rồi cô giáo đó thôi ông ấy, ông ngủ về đây ngủ với tôi ở đây đi. Nó không được, ông mất đi rồi, đi nhiều lắm, đi đầu này đầu kia, cái thân già này nè đâu có nhầm gì đâu. Rồi ông hai cứ đi lang bạc vậy, ai kêu lưu lại của mình đi, không có lưu lại, tới đâu rồi ngủ tới đó. Đi tới đâu ngủ tới đó, ăn tới đó. Rồi khi mà về năm hai cái thời bây giờ là thành là thời mặt pháp á, nhưng mà chiến tranh nè, dịch bệnh nè, chết chóc rất là nhiều xảy ra, thì hôm nay cảm nghĩ như thế nào về hiện tại thời gian bây giờ hôm nay?
cái trên ở trên Dương Trần này á, nó nhiều cái cảnh khổ lắm con. Dạ. Nhiều cảnh khổ lắm, còn nữa, còn nhiều hơn nữa. Vậy là còn khổ nữa. Chân, còn khổ nữa. Chứ không phải bao nhiêu đó mà thôi đâu. Còn nữa, còn dài dài dài. Mà ông Hai đó có... thử thách ba già ba tánh. Dạ, ông Hai có lịch có thể tiết lộ cho con được chút xíu xíu rồi con biết được né không anh? Không có né được, không có tránh khỏi được. Bởi vì con người phàm. Dạ. Con người phàm không có né chỗ nào được. Ai cũng phải bị thác được hết. Ai cũng phải bị hết. Là không căn, khỏi căn đâu. Căn quả của ai nó trả. À, căn quả ai nó trả, con nói đúng đó. Căn quả ai nó trả thôi. Tới ngày sau, tới chừng mà hết á, chấm dứt á, thì rồi hòa bình. Yeah. Là người nào còn sống sót được cái an huệ, ha, an huệ của Diêm Phật. Yeah. Ăn quẻ ý là cái người nào mà không có làm ác em, thì nửa sau này á, sống sót lại đó, thì đó là ăn quẻ. Ý ông muốn nói là như vậy đó. Như vậy theo ông Hai, cái chiến tranh dịch bệnh thế giới đang xảy ra đó, khi nào có thể chấm dứt không ạ? Có biết trước được không? Không, ông biết và ông cũng không được quyền nói, bồng lai không cho ông nói. Nó giống như thiên cơ ha. À, thiên cơ. Bồng lai không cho ông nói. Ông Hai, ông có thuộc cái đoạn nào trong giáo lý không Hai? Giảng không Hai? Giảng, ông quên hết rồi con ơi. Quên nhiều hết rồi. Rồi vậy con cảm ơn Hai rất là nhiều mấy anh. À, quên khá. Quên rồi. Định trời là quên Hai thì ngon quá rồi. Hai chân gì đó nha. Nông dân cũng chào cô chú anh chị nha. Hiện tại ở ngoài đường. Cho nên với phần ông Hai lớn tuổi, ông Hai cứ lo đi như vậy thì không có nhớ được những cái kinh sấm, kinh giảng lúc trước. Bây giờ thì nông dân cũng xin chào tạm biệt cô chú anh chị nha. Gặp cô chú anh chị vào những clip tiếp theo. Cho bao nhiêu điểm nha. Đủ bao nhiêu. Rồi. Dạ rồi, chúc. Không có ai được đâu. Rồi, chúc ông Hai thượng lộ bình an nha.